Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bài bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa, lãnh đạo các cấp giáo hội. Kính thưa ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo, Ban Tôn Giáo Chính phủ và chư vị quan khách. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và cư sĩ là những người đã, đang và sẽ là người dẫn chương trình Phật giáo trong tương lai. Thưa quý đại biểu, hôm nay con lại vinh dự được về tu viện Khánh An. Sở dĩ con dùng chữ lại được là vì cùng một chủ đề như thế này thì con đã được phước đức trao đổi, giao lưu trước đây cùng với trường Trung cấp Phật học Hà Nội, tiếp đến là lớp giảng sư cao cấp của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh phía Bắc, rồi khóa đào tạo Hoằng Pháp viên cho cư sĩ Phật tử của Hà Nội. Và chúng con đã từng giao lưu, mà hôm nay chúng con gặp lại được quý thầy, quý cô Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, lớp cao đẳng Phật học tỉnh Đồng Nai và trường cao trung Phật học Đại Tòng Lâm. Tòa đàm khoa học, nghệ thuật diễn thuyết và sướng ngôn trong lễ hội Phật giáo do Ban Văn hóa Trung ương kết hợp với Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trước hết, con là một người dẫn chương trình xin được bày tỏ niềm kính trọng và kính chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể Kinh An tuệ đăng thường chiếu và thân chúc quý đại biểu an lạc và hạnh phúc trong năm mới. Chủ đề nghệ thuật diễn thuyết, theo con, trong diễn thuyết cũng bao gồm cho người dẫn chương trình các lễ hội Phật giáo. Là một người có nhân duyên tham gia dẫn chương trình một số buổi lễ của Phật giáo trên ba miền đất nước 40 năm qua, con rút ra những cái kinh nghiệm như sau, xin được trao đổi cùng với các vị sướng ngôn hôm nay và trong tương lai. Như chúng ta đều biết, trong mọi sinh hoạt lễ hội, đạo cũng như đời phải có người thuyết trình, hay nói một cách khác là người dẫn chương trình, mà ngày nay chúng ta gọi một cách gọn đó là MC. Thất bại hay thành công trong buổi lễ phần lớn tùy thuộc vào sự khéo léo của người thuyết trình. Cho nên, nhiều lúc con suy tư người dẫn chương trình phải đặt mình vào vị trí nào thì con mới rút ra được một điều: người dẫn chương trình là một tài xế lái xe hơi, một phi công lái máy bay và một thủy thủ điều khiển tàu biển. Nếu sơ suất thì hậu quả khó mà lường trước được. Sở dĩ chúng con đưa ra một hình tượng như thế là để thấy rằng diễn thuyết trong lễ hội của Phật giáo nó quan trọng đến mức nào. Sắm một chiếc xe hơi, đưa một tài xế không chuyên nghiệp, một chiếc Boeing chở gần 500 hành khách, cơ trưởng không chuyên nghiệp, thủy thủ tàu biển không chuyên nghiệp, thì hành khách trong xe hơi, trong máy bay và trong tàu biển sẽ như thế nào? Người dẫn chương trình lễ hội Phật giáo không chuyên nghiệp thì buổi lễ đó sẽ như thế nào? Có lẽ ở đây chúng ta ai cũng tưởng tượng được. Do vậy, người dẫn chương trình trước khi nhận dẫn một chương trình, một buổi lễ nào phải nắm rõ nội dung, thành phần tham dự, chuẩn bị trước những gì cần phải chuẩn bị để tránh lúng túng khi vào thực tế. Và khi thực tế buổi lễ diễn ra phải hết sức nhạy cảm, vì đôi khi hoàn cảnh thực tế lại diễn ra không đúng như những gì mình đã chuẩn bị. Như Thượng Tòa Minh Nhận vừa rồi có trình bày, đến phút thứ 90 chúng ta vẫn vấp phải. Người diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo, dù chư tăng hay là cư sĩ Phật tử, phải đạt được ba yếu tố như Hòa Thượng Hệ Trơn cũng đã trình bày, đó là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Về thân giáo, luôn phải chững chạc, bản lĩnh, tự tin, nét mặt hoan hỷ nhưng nghiêm trang.
ở đây nghiêm trang chứ không phải là nghiêm trọng. Vì có nhiều vị lên dẫn chương trình mà nét mặt rất là cau có, ra vẻ nghiêm trọng, thì nó lại không đưa đến cho buổi lễ những cái sự tươi tắn của một người dẫn lễ hội chương trình Phật giáo. Về khẩu giáo, dùng từ ngữ chính xác, đúng mực, không thừa, không thiếu, giọng nói phải rõ ràng, dứt khoát, không lắp bắp ngập ngừng hoặc đùa giỡn khôi hài. Con đơn cử một ví dụ, con đi dự một buổi lễ khánh thành của một ngôi chùa, thì vị sướng ngôn đang trình bày chương trình và đơn giản chương trình ngon lành như vậy, thì nhìn thấy hai ông đại tá quân đội nhân dân của danh trại kế bên đi vào dự lễ, thì vị đó ngưng lại và có nói một câu rất hay. Trong buổi lễ khánh thành ngôi chùa, có hai vị sĩ quan quân đội nhân dân đến dự. Chúng tôi nhận thấy rằng đã nói lên tình cảm, tình quân dân như cả về nước. Nếu ngưng ngang đó thì rất hay, vì đó là nói thêm một câu nữa. Chúng tôi suy nghĩ, tình quân dân như cả về nước, nếu cá mà thiếu nước thì cá chết, và nước thiếu cá thì không biết dùng cách nào. Thì đó là một cái cách mà chúng ta nói thừa ra. Và thứ hai nữa, trong lúc giới thiệu thành phần tham dự, thì có một vị sướng ngôn để giới thiệu như thế này. Sau khi giới thiệu Hòa Thượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, rồi một loạt chư tôn đức lãnh đạo trên Trung ương, khi mà quý vị đó mà qua chính quyền, thì vị đó mà nói câu như thế này: ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy có sự hiện diện của ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao lại dùng chữ ngoài ra? May sao mà quý vị đó cũng rất là hiền. Nếu mà gặp trường hợp ai đó ngoài ra, tức là ra ngoài. Thì như vậy, cái thành phần giới thiệu là chúng ta đã mời họ đến dự, thì chúng tôi trân trọng giới thiệu, chứ chúng ta không thể nói rằng là ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy được. Ngoài ra tức là đuổi người ta ra ngoài. Và một điều nữa là trong cách giới thiệu thành phần tham dự, như Hòa Thượng Kể Chân nói là trong mỗi buổi lễ có tính chất khác nhau. Trong một buổi lễ tưởng niệm của một vị Hòa Thượng, mà đặc biệt là vị Hòa Thượng này có nguyện vọng là kim quan mình sẽ được trở về quê hương để nhập bảo tháp, thì người sướng ngôn nói rằng: kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, chuẩn bị trang nghiêm để tiện đưa nhục thân của Hòa Thượng lên xe hoa về quê hương. Thực sự ra thì xe hoa thì cũng đúng, nhưng mà nếu xe hoa thì người ta có tưởng tượng như là rước dấu, thì do đó chúng ta phải dùng cái chữ là lên xe kết tràng hoa thì đúng hơn, hoặc là cung tiện kim quan của Hòa Thượng trở về quê hương. Thì những cái điều đó để nói lên cái thừa và cái thiếu trong cái cách chúng ta dùng chữ. Và về không nên lắp bắp ngập ngừng, có nhiều vì A về E không, chúng ta phải nắm cho vững. Ví dụ như hôm nay có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiệu, Phó Chủ tịch Thường trực, Hòa Thượng Thích Kế Chân, Phó Chủ tịch Thượng tọa Thích Tọa Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa, vân vân, là phải làm cho rõ ràng, chứ không phải đến đó rồi bắt đầu đưa lên nhìn, chúng tôi nhận thấy có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiệu, quên là chúng tôi thấy có Thượng tọa Thích Tọa Lạc. Thì như vậy làm cho buổi lễ nó mất trang nghiêm do cái cách giới thiệu của mình. Cho nên tôi tâm niệm có một điều là khi tôi đi dẫn chương trình thì tôi cần cái vị chánh thư ký của Ban Trị sự Phật giáo ở tỉnh đó để nắm được rõ ràng danh xưng và cái chức vị của vị đó. Thì về ý giáo, xin quý vị dẫn chương trình luôn tâm niệm mình là linh hồn của buổi lễ, nên nắm rõ nội dung để toàn bộ tâm thế của mình vào buổi lễ, không được để phân tâm vì sự lơ là. Thì trong ba điều trên, về thân giáo thì mỗi chúng ta có thể dễ dàng đạt được, nhưng để tránh những sai lầm trong khẩu giáo và ý giáo, chúng ta phải luôn trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu giáo lý Phật Đà
để làm hành trang cho người diễn thuyết và người diễn chương trình trong lễ hội. Có ý kiến cho rằng người diễn thuyết hoặc diễn chương trình là một năng khiếu bẩm sinh, nhưng theo con bẩm sinh chỉ một phần nhỏ thôi. Tất cả đều phải do học tập, do những buổi tọa đàm như thế này để chúng ta học tập, để nghiên cứu mà thành. Một nhà triết học đã nói thiên tài chỉ là bẩm sinh 1% thôi, còn lại 99% là do luyện tập mà thành. Có hai điều chúng con xin đề đạt lên Trung ương Giáo hội mà trực tiếp là Thượng tọa Thích Thọ Lạc và ông Bùi Hữu Dược. Chúng ta tổ chức các buổi lễ trong Phật giáo, chúng ta chào cờ buổi lễ nào? Ở đây chúng con đi bị áp lực vì con đọc trong thông bạch của giáo hội là chỉ có hội nghị, chỉ có đại hội mới chào cờ thôi. Còn đây chúng con đi thấy nhiều nơi đông đảo thì vía A-di-đà cũng chào cờ, lễ Phật đản cũng chào cờ, lễ bổ nhiệm trụ trì cũng chào cờ, tất cả cái đều chào cờ. Thì như vậy đúng hay sai? Chúng ta phải có một cái quy chuẩn. Và cuối cùng chúng con xin có một câu cách ngôn để mong rằng chư Tôn Đức quan tâm, đó là xin chư Tôn Đức lưu tâm dành ưu ái cho vị dẫn chương trình, cho vị sướng ngôn viên của lễ hội Phật giáo. Cái câu cách ngôn đó như sau: đi xe thì thương tài xế, mà lầm lệ thì nên mến sướng ngôn. Xin trân trọng kính chào mọi người.